Tràn ngập tin ông Hoàng Cải Lương qua đời, làm đám tang ở nhà riêng, người thân lên tiếng. Cách đây vài giờ, mạng xã hội tràn ngập thông tin chưa có kiểm chứng có nội dung nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, trực tiếp tang lễ Vũ Linh tại nhà riêng, khiến khán giả vô cùng hoang mang và không biết rõ thực hư ra sao. Trao đổi với chúng tôi, người nhà của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết, hiện gia đình nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của ông Hoàng Cải Lương. Gia đình nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc khi ông còn sống khỏe mạnh nhưng lại bị đồn qua đời. Vũ Linh vẫn khỏe mạnh, vẫn mỗi ngày một món ăn tự nấu rất bổ dưỡng. Vũ Linh luôn có tâm với nghề, sống trọn tình, trọn nghĩa với khán giả, đồng nghiệp, người thân. Đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói, cũng theo gia đình, ngày 9 tháng 1 tới đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ tái xuất trong mini show Kiếp Cầm Ca của nghệ sĩ Hồng Nga. Suốt 10 năm qua, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không nhận trả lời phỏng vấn báo giới. Ông Hoàng Cải Lương hồ quảng có thể ngồi kể say sưa nhiều câu chuyện, nhưng sau đó chốt một câu, không được đăng báo, có gì tôi chối là tráng chịu à nha. Vũ Linh không lên báo, không xuất hiện trên truyền hình, hiếm hoi diễn trên sân khấu, vậy tại sao Vũ Linh vẫn còn sức hút kinh khủng như thế? Những ai đã từng yêu mến Vũ Linh từ hồi bé cho tới lúc tuổi già, tôi cũng dám chắc chắn tình yêu ấy không bao giờ thay đổi theo thời gian. Vậy mới là Vũ Linh chứ? Một fan của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ. Việc các tài khoản YouTube tung tin đồn nghệ sĩ qua đời để câu like câu view từng bị dư luận lên án chỉ trích gay gắt. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Cát Phượng cũng bị đồn qua đời sau khai trương quán cà phê. Nghệ sĩ Chí Trung cũng vừa rơi vào trường hợp tương tự. Chưa kể, mới đây nhiều nguồn tin bị đặt còn cho rằng ca sĩ Phi Nhung giả chết vẫn còn sống bên Mỹ. Các nghệ sĩ cũng khuyên khán giả nên cẩn trọng, lựa chọn nguồn thông tin chính thống để tránh bị những đối tượng xấu dắt mũi.